Sáng ngày cũng tranh thủ lên sớm. Ở đây nằm trong đồng không à, cũng không có đi chợ sớm uống ly cà phê nữa. Mà thường thường thì mình làm ở mấy cái nền nhà đó, cũng gần chợ đó. Nhưng mà thấy công việc nôn quá, cũng không có đi nữa. Mé bên đây thì đất của người ta cũng mới phá làm ruộng rồi. Diện tích bên đây 5 mẫu, tầm khoảng 50 công. Cũng mới phá chuẩn bị cái vụ đông xuân tới, người ta cũng làm lúa hoặc làm nếp. Chỉ còn bên đây còn có mình bên đây chưa có phá thôi, người ta phá hết rồi. Nên cũng thấy người ta làm cũng nôn. Nôn rồi mình cũng làm theo, bây giờ tràm rẻ quá. Chắc công việc sáng nay mình cũng múc cái đường mương này nè, cái mình thải qua bên bển nặng bàn cái đất của mình đó ra. Mấy bên đây mình hỏi cha mình cái ranh sao, cha em nói đây là bờ người ta hết con rồi. Thì nên thì cái mương đó mình không biết sao có mương, hồi xưa không biết đắp sao đắp cái bờ đó. Thôi thì bờ của người ta thì để người ta, mình thì cái mương của mình thôi. Phải bờ mình thì mình chờ mình sửa được. Chắc nữa thì làm ruộng thì mình cũng chắc cũng đi nhờ người ta luôn. Giờ mình kè cái bờ vô nữa thì múc cái mương mãi cũng xa quá. Diện tích đất này cũng nhỏ đâu, bự đâu. Sáng lên thấy vậy im quá. Qua bò xe đậu sát cái cây. Chút mà nổ máy bình không chạy mới đuối luôn. Cặp cái cây đó có nguyên ổ bận nằm đóng ngay chàng cái cây luôn. Làm ở đây thì cái đường xách dầu xa lắm, nên dầu mình đem lên dư vậy. Giờ mình giấu làm sao giờ. Trong đây can nữa mình đem ra. Tại vì mình bỏ dầu bên đây nè, cái làm á, cái lượng gió nó vô nó bị cản lượng gió nè. Cản gió chạy máy nóng lắm. Đem ra trống trải. Đồng bờ này cỏ cũng nhiều quá. Chắc mình gom cỏ anh bỏ anh bờ cái để nắng cái lợi đốt. Chứ cỏ này mình ém xuống dưới chân này nè. Mình làm bờ này mình phải móc đất cứng mình be qua ra ngoài này hết nè. Tại ranh mình là muốn tới con mương ngoài lần. Đây là con mương nhà đó. Là nếu mình ém ở dưới thì sợ mội. Sợ mà khi mà cỏ mục á, cái mội nó xuyên qua bên ruộng ở đây làm ruộng mình giữ nước nó khó. Rồi, múc bờ cũng không có ngay nữa. Công ảnh. Do đất này không biết làm sao nữa. Tại cỏ không mình ruồng múc đại. Múc đại mình sợ đôi lúc sợ mặt bờ chỗ bự chỗ nhỏ đó. Làm nó cũng hơi ảnh chút xíu. Ồ, con giỏi quá vậy con. Con đứng đi con ơi, đường này khó qua quá con ơi, đường này ấy không à. Ngứa lắm, qua ngứa lắm con ơi. Để con ở đó đi cho qua liền. Con ăn sáng chưa? Chưa. Thằng lên đây ăn cái cha luôn hả? Dạ. Ồ đất ơi. Chết rồi, đi nãy giờ ngứa gì đây? Dạ. Ồ, con gái mặc quần rách ổ kì vậy? Sao bắn? Hả? Sao bắn? Sao bắn hả? Rồi. Cho con đem một cái tâm cho cha nó được à. Đây là cái củ su xào hả em? Dạ. Su xào cha. Rồi cái này gì mở ra luôn cơ em. Sao mà em lo tỉ mỉ dữ em. Thịt kho đó cha. Thịt kho đó cha. Cái gì? Thịt kho. Thịt kho hả? À, đây thịt kho hột vịt. Thôi mời cô chú anh chị dùng buổi sáng với mình. Nay ra đồng ăn rồi. Rồi từ đây xuống phà cũng xa lắm. Đi đường vòng ra ngoài. Đây trển tầm khoảng cỡ chắc có 300 mét không thôi.
500 hả? Dạ, đi vòng. À, đi đường vòng. Kéo lên thì lẻ rồi, phải đi vòng qua dách này đó. À, 500 mét lội xuống lội lên hết cây số. Xuống dưới cái là no luôn. À, hai cây sau này thì nghe hai mẹ mình nói thì trồng thời gian thì tầm khoảng 18 năm rồi. 18 năm mà chỉ có búng vậy thôi. Quá trời lâu lớn. À, chỗ này mình có thêm một cái ống bọng nữa nè, nhưng mà không biết vị trí chỗ nào. Hôm bữa thì cha cũng cầm cái cây chỗ này nè, nhưng mà sao thấy nó kỳ kỳ nè, không biết sao kỳ nè. Chỗ này có bờ nhỏ nè, thôi để lại đi, chỗ đó mình chừa lại đi. À, làm ruộng thì đắp cái bờ chừa cái gân dày thấy im ha, bước lên bước xuống cũng dễ. Hôm qua không có biết rồi vô vớt cái bờ cái quá trời cao luôn, không có chừa lời á. Thì làm vậy thì nó mình lội đi ruộng nè nó hơi khó. Hôm qua thì cũng tính dự tính thì đo đất rồi cầm trụ luôn, nhưng mà cha mình cũng bàn nói thôi đi múc bờ cõi rồi ban ngon lành hết đi, đo cho nó dễ, giống như mình dễ lội rồi đo nữa. À, với lại phần dù bây giờ mình cầm trụ rồi đi rồi mình phải bò tới bò lui mình né nè, cái này đất nhà cha mẹ cho mà, cho nhiêu thì mừng bao nhiêu thôi chứ không có quan trọng là bự hay nhỏ gì. Cha mẹ phấn đấu cũng có đời mới được tài sản rồi mới anh em mình cũng lớn hết rồi, cũng chia cho con. Chứ cuộc sống này cô chú anh chị cũng thấy rồi, thì cha mẹ chia cho con để con ráng phấn đấu rồi lo cho cái đời sau nữa. Xã hội này mình cũng để ý, cũng có nhiều khi cha mẹ cho nhưng mà mình chưa chắc thì mình cũng giữ được cái tài sản mà cha mẹ cho mình đâu, nên là mình phải ráng phấn đấu nhiều hơn, mình làm để mình lo. Cũng có người cha mẹ cho nhiều lắm nhưng mà mình làm không kỹ rồi thời gian này cũng vuột đi à. Gấp này lên này con mương này mình không băng xuống cái mình đi mình cắm cái đầu xuống cái xe mình nó sụp cái xe xuống. Rồi toàn bộ tài sản này cha mẹ cho hết, rồi mình cũng chưa có làm mua được cái gì nên mình chỉ làm clip này mình chia sẻ thôi, tại vì ngày nào mình cũng có quay clip hết. Thank you.
lâu dữ lắm rồi. Tính ra trồng tràm là cũng tới 5 năm lần 5 năm mới bán được. Thì tính ra vậy là con mương này là tại khoảng cỡ trên 5 năm rồi mới vác lại. Nên toàn bộ lá tràm cũng khá là nhiều. Đây là cái cách này mình phá như thế này đây. Gốc thì mình dẫn ví dụ như mình đi thấy gốc như vậy là mình sẽ nhổ lên. Nhổ nó xương xương như đó là mình sẽ chôn xuống cặp với con mương này nè. Đây chỉ là cái cách tạm thời thôi. Khi mà mình làm xong á thì đất này nè mình sẽ xiết nước lại. Xiết nước khô giống như bên bển vậy đó. Bển ta xiết nước, người ta phá trước. Bán tạm một lượt nhưng mà người ta phá trước. Rồi cho nó khô vậy đó, rồi xong cái mình mới mướn cái anh mà người ta chạy cái máy sới mà loại mà máy sới bự á. Có cái loại máy chuyên môn sới gốc tràm á. Nó chạy lên nó sới nó nhận gốc hết. Thì năm đầu tiên thì xả lúa chắc có thể nó không có trúng cho mấy. Tại vì gốc cũng nhiều nè. Thì qua năm thứ hai, thứ ba thì thời điểm đó mới trúng. Mình cũng chia sẻ lên để nhiều khi mấy bạn ở miền Tây mà ta chưa có từng biết cách mà phá tràm á, nên là mình cũng chia sẻ lên thôi. Chứ đây cũng lần đầu tiên mình cũng làm đất nhà thôi, chứ nào giờ mình chỉ đi làm xa xứ thôi, làm ở Trà Vinh rồi mấy tỉnh khác vậy đó. Chứ xứ quê hương mình thì cái mà phá gốc như vậy nè, thường người ta mướn cái dòng xe 03 làm nhiều hơn. Do 03 thì cái gào nó nhỏ, múc mương. Còn mình ở đây có xe nhà rồi sẵn dịp trùng dịp này, về là mình làm luôn. Nên mà kệ mương bự bự cũng không có sao, tại đất nhà mà đâu có sao đâu. Quá wow, gốc dữ lắm, gốc phá xong đám này chắc nó cào rơ luôn. Thời điểm này thì cái đầu cần đó đang bị rơ rồi, chắc là kỳ này qua anh Thắng cái mình tháo ra mình kiểm tra cái đó lại. Chạy xe mà để nghe đùng đùng cái nghe cũng bà con lối sớm cũng không nghe vui. Nhiều khi làm gần nhà ta cái mình chịu chiều, nhiều khi mình bữa nào mà bất đắc dĩ quá nhiều khi phải làm đêm đang kịp đặt bọng không chừng. Nhiều khi làm cái là bà con uống được. Sáng rồi tính múc cái mương ngang đó luôn nhưng mà thôi để mai đi, mai lên cái mình múc luôn quá. Giờ tạm thời mình chỉ phá thôi. Mai có chắc sáng mai có cha mình vô thì coi cái múc mương đó làm sao. Nhiều khi chỗ đó có con lỗ giới của người ta nữa, đó đường đê quốc phòng nhà nước đó. Mình múc vô quá sợ sau này nó cũng khó, nó nhiều việc lắm.
ông ở dưới lên đây chi con? Ngủ chưa? Ngủ trưa chưa? Rồi hả? Sao lên đây cực khổ quá vậy? Ôi ôi, từ cái đường ở dưới mà băng lên đây thấy muốn nổi da gà luôn á con ơi, đứt từng đoạn ruột luôn á con. À, sáng giờ ban được cũng được hai clip rồi, ở ngoài clip, ở trong đen clip. Rồi cái này thì mình chỉ xới gốc tràm rồi nhận xuống đường mương nè, rồi mình xới gốc lên. À, thời điểm này thì nhìn vòng vòng thì thấy trà rồi cũng nhiều lắm, nhưng mà mình làm khoảng chừng tuần lễ thì thấy muốn trống trải hết rồi. À, mình làm cái cách nhổ gốc này nè, theo mình suy nghĩ là cái khi mà cái máy xới á, cái gốc tràm nó còn bám xuống cái mặt đất này nè, thì máy xới nó khó để nó quánh cho bể cái gốc ra được lắm, nên là mình phải nhổ lên cho nó nằm xuống vậy đó. Rồi xong rồi máy xới chạy qua vòng hai vòng ra, bắt đầu nó mới bể cái gốc ra. Bởi cuộc sống mình làm nghề gì cũng vậy, phải có cái sự đầu tư trong đó thì sau này thì mới có được cái nguồn thu. Như mình cũng chia sẻ thì đất này thì như trồng tràm đâu có bao nhiêu cái nguồn lợi đâu, nên là phải đầu tư ra để phá đất vậy nè, rồi mình mới làm lúa rồi làm nếp á, nó mới có chi phí nhiều hơn. Hôm bữa thì dự tính mình chạy miếng đất này tập khoảng nửa tháng, chắc theo mình nghĩ chắc không có tới đâu, khả năng là rồi sớm, chắc vài ngày nữa thì mình cũng tiến hành mình tăng ca mình chạy cho nó hơi tối một chút. Tối thì hổm thì cũng 4:30, chắc tăng ca thêm nửa tiếng nữa đi, chẳng 5 giờ, tại thời gian cũng gấp quá rồi, tranh thủ qua Trà Vinh làm. À, tại vì mình làm rất là nhiều clip rồi, Trà Vinh này cũng là cái quê hương thứ hai của mình, chắc vài ngày nữa thì mình cũng điện mấy cái anh bạn mà mình từng làm ở dưới hỏi thăm cái vòng vòng đó có ai làm không. Chứ giờ hiện tại giờ mình sống chỉ có cái nghề xe cuốc này thôi, nên mình phải ráng bươn chải kiếm cái đất để làm. Xới nổi. Mới đây thì cũng chiều rồi, nãy giờ cũng làm công tác đổ dầu rồi xong hết rồi, thà mình nghỉ sớm một chút vậy đó, cái mình bơm mỡ đổ dầu xong hết cái mai cái mình làm sớm nó không ngán, tại có mình làm đi cũng quen rồi. Mai là mình cũng chia sẻ nhiều hơn, thì ở đây thì làm thì thấy thời gian cũng còn mấy ngày nữa lận, thì mỗi ngày mình đều ra một clip hết, thì cũng mong muốn gửi đến bạn bè gần xa. Thì thôi thì giờ này thì mình cũng xin tạm dừng ở đây, mình cũng xin chúc tất cả mọi người có một cái giấc ngủ ngon ở bên cái gia đình của mình.